Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị mỗi tối trên kênh Tử Vi Trắng. Chúc các bạn một buổi tối đầm ấm bên gia đình và người thân. Quý vị đã sẵn sàng để lắng nghe những câu chuyện từ chương trình trong video tối nay chưa? Quý vị thân mến, tình yêu chân thành dường như là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời này và tìm được chân ái đích thực của cuộc đời thì quả thật là không dễ dàng. Cho nhưng mà vẫn có những người không biết trân trọng người yêu mình sẵn sàng phụ bạc người đã yêu, đã cưu mang mình suốt mấy năm trời để tới một chân trời mới. Nỗi đau của người bị phụ tình quả là khó ai thấu hiểu. Cùng lắng nghe câu chuyện và chia sẻ với chàng trai trong câu chuyện hôm nay các bạn nhé. Nuôi người yêu ăn học suốt 4 năm. Cuối cùng cô ấy đi lấy chồng giàu. Phụ nữ bây giờ phụ bạc thế sao? Ngày nào đó trên đường phố tấp nập Bất ngờ chúng ta một lần nữa chạm mặt vào nhau. Em kiêu xa đài cát với những món đồ hàng hiệu, còn tôi vẫn áo vải sờn vai. Lướt qua nhau, ai sẽ là người cối mặt? Cô ấy tên là Trần Hồng, là lớp trưởng cấp 3 của tôi. Hồng vừa xinh đẹp lại học giỏi. Khi hai đứa cùng ngồi chung bàn, tôi đã hoàn toàn bị vẻ đẹp dịu dàng của cô ấy làm cho siêu lòng. Sau một thời gian kiên trì theo đuổi và không khiến ít lần cô ấy cảm động, cuối cùng Hồng đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Đó là một ngày thu vàng rực rỡ, tôi ngập tràn trăm niềm hạnh phúc khi nhận được lời đồng ý của Hồng. Sau khi bắt đầu mối quan hệ này, Hồng đã minh xác nói với tôi, không được suốt ngày mà tìm cô ấy bởi vì với chúng tôi quan trọng việc lúc này đó là việc học bởi vì vậy chúng tôi đã khích lệ và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập những buổi hẹn hò vui nhộn sau đó tàn học với kem chè và với bánh tráng trộn chẳng biết từ khi nào tôi cũng yêu và thèm những món ăn vặt ven đường khoái khẩu của cô ấy và một ngày nọ tôi thấy hồng đứng nhìn chăm chú nhìn vào một chiếc dây chuyền bạc với mặt dây chuyền là nhánh có bốn lá cỏ mong manh hồng nói với một vẻ ngưỡng mộ chị họ của em cũng có chiếc di truyền này đấy ngày nào đó nếu kiếm được tiền nhất định em sẽ mua nó tôi nhìn vào ánh mắt của cô ấy khẳng định sau này nhất định anh sẽ tự kiếm tiền để mua nó tặng cho em anh hứa rồi đấy nhé không được luốt lời đâu đấy hồng tươi cười đáp lại à anh nói thì anh sẽ làm được mà. Những ngày tháng đầu tiên của mối tình đầu trong trẻo ấy thật nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng đã in dấu mãi trong tôi những ký ức không thể phai mờ. Trong kỳ thi đại học, năm đó tôi rớt, còn Hồng thì đậu. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế gia đình Hồng khó khăn, lúc ấy lại thêm bà Hồng đổ bệnh, điều trị tốn kém cũng không ít, cho nên không đành lòng, Hồng dự định có bỏ học đi làm kiếm tiền để trang trải cho gia đình. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má hồng, tôi nói với cô ấy: "Em cứ tiếp tục đi học đi, có anh đây, anh sẽ kiếm tiền lo cho em đi học." Trong sự khuyên nhủ kiên trì và quyết tâm của tôi, Hồng bước cửa vào cánh cửa đại học, còn tôi đến một nhà máy trong khu công nghiệp để bắt đầu công việc làm thuê của mình, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn chu cấp cho cô ấy Tôi thường xuyên tăng ca Chỉ giữ lại chi phí sinh hoạt cơ bản của cá nhân Gửi một ít tiền về cho gia đình Phần còn lại đều danh dụ gửi cho bạn gái Trong 4 năm học đại học đó Chúng tôi rất ít khi học nhau Ngoại trừ những ngày Tết Tôi chỉ có thể liên lạc với cô ấy qua điện thoại Mặc dù không được ở gần nhau Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc từ đáy lòng Vì tôi biết đây là điều ý nghĩa nhất mà tôi có thể làm được cho cô gái của cuộc đời mình sau khi tốt nghiệp đại học với năng lực và thành tích vượt trội hồng nhanh chóng được nhận được làm vào một doanh nghiệp nổi tiếng vẻ đẹp bên ngoài của hồng ngày càng xinh đẹp thanh lịch và năng động chắc chắn sẽ khiến cho bao nhiêu chàng say đắm phần nào khiến cho tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình nhưng tôi tin vào cô ấy tôi tin vào tình yêu và sự chân thành mà chúng tôi đã từng dành cho nhau. Có một ngày tôi quyết định làm Hồng bất ngờ bằng cách đến công ty, ôm theo một bó hồng tươi thắm và chờ cô ấy trước giờ tan làm. Hồng khá là bối rối và ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cô ấy vội vàng giải thích với những người đồng nghiệp là đây là một người anh họ xa của mình. Lòng tôi lúc ấy nhói đau. Sau đó cô ấy giải thích với tôi công ty của cô ấy có quy định những người mới ra trường cần phải tập trung vào công việc và chưa được phép yêu đương mặc dù khá buồn nhưng tôi thực sự tin những gì cô ấy nói có vài lần tôi đề nghị và ngỏ lời kết hôn nhưng hồng đều từ chối cô ấy cho rằng sự nghiệp của mình mới bắt đầu nếu mà kết hôn bây giờ thì chắc chắn sẽ khiến bản thân mình khó thăng tiến hơn trong công việc tôi nghĩ có lẽ mình đã quá vội vàng mình nên để cho cô ấy một khoảng thời gian để tập trung cho công việc đã dù sao giữa mình và cô ấy cũng đã xác định lâu dài tôi cứ nghĩ thầm như thế một ngày hồng gọi điện cho tôi cô ấy nói mình đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này và muốn kết hôn tôi thực sự phỡ òa trong hạnh phúc cuối cùng cuối cùng tôi đã chờ được đến cái ngày mà cô ấy sẵn sàng nhưng tôi đã nhầm người mà cô ấy muốn kết hôn không phải là tôi cô ấy đã không còn có tình cảm với tôi nữa tôi đứng như trời chồng lòng nghẹn đắng chẳng thể nào thốt ra được lời nói tôi cần cô ấy phải cho tôi một lời giải thích thì bỗng nhiên đầu dây bên kia cúp máy một cách lạ lùng tôi đã mất hồng mãi từ lúc đó một người bạn thân có kể lại với tôi Cô ấy đã được một anh chàng giàu có, đẹp trai cùng với công ty lái xe đến hỏi cưới từ tháng trước. Tôi cũng không cam tâm tìm đến nhà Hồng nữa, chỉ gặp được bố mẹ của cô ấy. Ông bà có kể lại, Hồng có được một người hảo tâm giúp đỡ, chiếu cố chu cấp cho tiền học phí suốt 4 năm đại học. Họ hoàn toàn chẳng biết điều đó là bạn trai một mực chu cấp cho mình. Tôi cứ nín lặng chỉ giới thiệu mình là một người bạn học cấp 3 của cô ấy, rồi nhận được tiếm thập mời tham dự lễ cưới từ bố mẹ Hồng. Chẳng biết phải làm gì bây giờ. Lúc ấy, tôi chỉ còn cách dạo bước về nhà. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau như thế. Không phải vì cơ thể đau đớn mà trái tim này đau nhói. Vừa lúc ra tới đầu ngõ, tôi vô tình thấy một cặp đôi đang ngồi nói chuyện trên ghế đá. Ồ! Đó chính là Hồng Cô ấy cười rất tươi Cảm giác như lâu lắm rồi Tôi không còn nhìn thấy nụ cười ấy Nhưng bên cạnh cô ấy Lại là một người đàn ông khác Tôi đứng một lúc Rồi rời đi Tôi nghĩ về khoảng thời gian chúng tôi bên nhau Trưởng thành và trải qua Bao nhiêu là thứ khó khăn trong cuộc sống Đến ngày hôm nay Cô ấy đã lựa chọn đi cùng một người khác Tôi vắt tay lên chán Suy nghĩ suốt đêm ngày hôn lễ khi hồng bước xuống dạng dữ và xinh đẹp như hoa tay trong tay bước vào khán đài cùng với chú rể hồng gần như thất thần khi nhìn thấy tôi bất ngờ xuất hiện trước mặt cô ấy từ từ tiến lại tôi nhẹ nhàng đặt trên tay cô ấy sợi dây chuyền năm nào tôi từng hứa mua đây chính là những điều cuối cùng mà anh có thể làm được cho em chúc em hạnh phúc tôi khẽ nói Tôi bước đi Văng vẳng sau tai là tiếng vạn hỏi Ai của chú rể Giọt nước mắt nóng hổi Lăn dài trên má Không phải là giọt nước mắt của hối hận Hay là mất mát điều gì Tôi đã sống trọn vẹn Và dành cả trái tim chân thành nhất Cho tình yêu này Tôi không có bất kể sự tiếc nối nào